những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga Ukraine trong 24 giờ qua. Nhà sản xuất xe bọc thép Senator của Canada mở nhà máy tại Ukraine. Hệ thống tác chiến điện tử vô dụng, lính Nga phải dùng đến súng đạn hoa cải đối phó UAV tự sát của Ukraine. Nga đánh dữ dội vào khả cấp, phong tuyến Ukraine đứng vững. Ngũ chất đài bắt tay tỷ phú Elon Musk dán đạn mạnh vào quân Nga ở Ukraine kế hoạch không thành trong 12 giờ đầu tiên, nga dường như thất bại trong chiến dịch đánh chiếm cao cấp. thành viên nato cảnh báo liên minh đã vượt ranh giới đỏ, tiến đến cuộc chiến tranh tàn khốc với nga. tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. thì nghĩ mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV news. kính thưa quý vị, công ty Rochelle của canada chuyên sản xuất xe bọc thép Senator đặc biệt phục vụ nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine, có kế hoạch nội địa hóa một phần hoạt động sản xuất tại Ukraine. Roman Simonov, người sáng lập và người đứng đầu công ty, đã thông báo kế hoạch này trong một cuộc phỏng vấn với Defense Archives. Theo ông, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, công ty này đã sản xuất và cung cấp cho Ukraine hơn 1.000 xe bọc thép Senator. Việc giao hàng được tài trợ bởi chính phủ của một số quốc gia, Canada, Mỹ, Đức, và các quốc gia khác. Simonov cho biết, thời điểm quyết định đối với Grosel là việc thành lập một nhóm đặc biệt để phân tích, đăng ký và giải quyết mọi trục trặc hoặc những cải tiến cần thiết trên xe của chúng tôi. Xe bọc thép Senator ban đầu được tạo ra cho các hoạt động thực thi pháp luật ở Bắc Mỹ, nhưng thực tế khắc nghiệt của cuộc chiến ở Ukraine đòi hỏi phải có sự thích ứng. Chúng tôi không ngừng tối ưu hóa và cải tiến phương tiện của mình để đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng. Vì xe bọc thép của tập đoàn Rochelle đã chứng tỏ được hiệu quả trên mặt trận Ukraine, nên nhà sản xuất này đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ Bộ Quốc phòng của nhiều quốc gia, từ chính Canada đến Hàn Quốc. Để đáp ứng nhu cầu này, công ty đang mở rộng năng lực sản xuất, đặc biệt là mở chi nhánh tại Ukraine. Chủ sở hữu công ty cho biết, chúng tôi đã có một số xưởng trên khắp Ukraine để sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của chúng tôi, Ngoài các dịch vụ này, chúng tôi đang có kế hoạch nội địa hóa một phần hoạt động sản xuất của mình ở Ukraine ở giai đoạn cuối, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Theo ông, hiện có hơn 200 người tị nạn từ Ukraine đã làm việc tại nhà máy Procell 9 ở Canada. Nhiều người trong số họ muốn quay trở lại Ukraine và làm việc tại chi nhánh công ty ở Ukraine. Hệ thống tác chiến điện tử vô dụng, lính nga phải dùng đến súng đạn hoa cải đối phó UAV tự sát của Ukraine. Binh sĩ nga đang dùng súng hoa cải bắn đạn ghém, vũ khí được cho là có hiệu quả cao để đối phó drone của Ukraine ở tầm gần. Drone đang trở thành vũ khí đáng sợ trong cuộc xâm lược hiện đại, vì thế việc tìm ra cách khắc chế đang đặt lên hàng đầu. Một trong những biện pháp là dùng súng hoa cải bắn đạn ghém. Một binh sĩ nga nói trong video gửi những người ủng hộ ở quê nhà vào cuối tháng trước rằng hãy chuyển cho chúng tôi súng bắn đạn ghém. Thậm chí người đến này còn khẩn thiết yêu cầu, bất cứ loại nào cũng được. Súng bắn đạn ghém, sạch hay còn gọi là súng hoa cải, đã được coi là giải pháp cuối cùng giúp binh sĩ đối phó với hàng trăm nghìn UAV tự sát, rồn, tràn ngập trên chiến trường dột rành. Các quân nhân Nga trên tiền tuyến đã đề nghị chỉ huy cấp thêm shotgun để đối phó rồn, khi các thiết bị gây nhiễu cầm tay hầu như không phát huy tác dụng binh sĩ Nga và Ukraine đều sử dụng thiết bị tác chiến điện tử công tây để gây nhiễu drone đối phương. Tuy nhiên, bên vận hành liên tục thay đổi tần số điều khiển và dùng hệ thống chống nhiễu. Do đó, một thiết bị tác chiến điện tử có thể hoạt động hiệu quả tuần trước, lại trở nên vô dụng vào tuần sau. Vì vậy, vẫn cần thêm các giải pháp để khắc chế drone. Cựu đại tá Nga Andrei Koskin vào tháng trước nhận định khi hệ thống tác chiến điện tử không thể vô hiệu hóa drone, Shotgun có thể là giải pháp thay thế. Ông Koskin nói, ngay cả một khẩu shotgun đơn giản mà người ta mang đi bắn chim cũng có thể hạ drone hiệu quả hơn một khẩu súng máy. Một số đơn vị Nga gần đây đã nhận súng shotgun để bắn hạ drone dược rành, trong đó có các quân nhân được cho nhiệm vụ bảo vệ cho đội công binh ra phá bom mìn và tổ hợp phòng không thờ. Họ quan sát bầu trời, sẵn sàng dùng shotgun bắn hạ drone đối phương để bảo vệ mục tiêu, một số quân nhân Nga được trang bị súng shotgun bán tự động pep 12 phối hộp tiếp đạn 5 phiên và hình dáng giống súng AK. Số khác sử dụng bộ chuyển đổi bắn đạn shotgun CB-25 lắp dưới nòng súng AK để hạ drone. Thiết bị này cho phép lính Nga dùng súng AK-74 bắn một phát đạn ghém để tiêu diệt drone cách đó 30 mét. Nga đánh dữ dội vào Kharkov, phòng tuyến Ukraine đứng vững. Các lực lượng của Nga đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Đông Bắc Ukraine vào sáng ngày 10 tháng 5, có thể đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch lớn mới đang gây nguy hiểm cho thành phố lớn thứ hai của đất nước là Kharkov. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, cuộc tấn công đã bị đẩy lùi, nhưng các trận giao tranh với cường độ khác nhau đang diễn ra tại một số điểm dọc biên giới với các lực lượng dự bị đã được triển khai. Bộ Quốc phòng Ukraine viết trên Telegram, lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục cản bước tiến công của đối phương. Bộ này cho biết, cuộc tấn công diễn ra trước một loạt cuộc không kích và tăng cường hỏa lực pháo binh trước khi đối phương cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của chúng tôi dưới sự yểm trợ của các phương tiện bọc thép vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, nỗ lực này tập trung vào khu vực xung quanh thị trấn biên giới Voshen, cách khá cấp 48 km về phía đông bắc. Việc sơ tán dân thường trong khu vực hiện đã được tiến hành kênh Telegram Deep State chuyên lập bản đồ diễn biến chiến trường cho biết các lực lượng của Nga đang cố gắng tiến vào và giành được chỗ đứng tại một số khu vực dọc biên giới. Deep State cho hay các nguồn lực sẵn có mà đối phương sử dụng vào lúc này không đủ để tiến sâu. Hiện nay, đối phương đang gây bất ổn ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, hiện chưa biết đối phương sử dụng bao nhiêu lực lượng chủ lực cho cuộc tiến công này. Nhà phân tích Ukraine Taras Beresovet viết trên Telegram rằng, không một mét đất nào bị mất đi, đối phương không gây ra mối đe dọa phê khả cấp. Lực lượng của họ chỉ đủ để khiêu khích ở hướng Bắc. Tôi không nghĩ Nga có đủ năng lực quân sự để giành khả cấp. Họ chỉ có thể làm được điều đó nếu phá hủy hoàn toàn thành phố. Nếu cố gắng chiếm nó, họ sẽ phải chịu thương vong rất lớn. Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn của Nga dự kiến diễn ra vào mùa hè, trong khi cố gắng lầm chậm đa tiến công của Moscow tại các khu vực Donetsk và Lugansk ở phía đông. Khá cấp, một trung tâm công nghiệp, văn hóa và chính trị của Ukraine, được cho là nằm trong các mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Điện Kremlin. <laughs> Ngũ giác đài bắt tay tỷ phú Elon Musk dán đòn mạnh vào quân Nga ở Ukraine. Ngũ giác đài tuyên bố đã hợp tác với SpaceX của Elon Musk để ngăn chặn việc binh sĩ Nga sử dụng trái phép hệ thống Internet về tên Stalin ở Ukraine, dán một đòn mạnh vào quân đội của Moscow trong cuộc xâm lược đang diễn ra. Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách vũ trụ John Plum, xác nhận với Bloomberg rằng, Mỹ đã tham gia rất nhiều vào việc hợp tác với chính phủ Ukraine và SpaceX để chống lại việc Nga sử dụng trái phép các thiết bị đầu cuối Stalin. Các thiết bị đầu cuối của Stalin do công ty hàng không vũ trụ SpaceX của Moss điều hành, cung cấp cho người dùng Internet tốc độ cao và đã được lực lượng Ukraine sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến. Phần lớn chúng được cung cấp thông qua hợp đồng, trị giá 23 triệu USD với ngũ giác đài. Hồi tháng 2, cô đội Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã sử dụng mạng lưới liên lạc vệ tinh Stalin trong chiến đấu ở Ukraine. Sau đó, cơ quan tình báo quốc phòng DIU cho biết quy mô sử dụng Stalin của Nga ở Ukraine ngày càng tăng và đang trở nên có hệ thống. Thời điểm đó, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine nói với tờ quan rằng quân Nga đã sử dụng Stalin ở Ukraine trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, tỷ phú cũng như Moscow đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của Ukraine. Ông Musk cho biết, một số tin giả cho rằng SpaceX đang bán thiết bị đầu cuối Stalin cho Nga. Điều này là sai, theo thông tin của chúng tôi, chưa có thiết bị Starlink nào được bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, đó không phải là hệ thống được chúng tôi chứng nhận, do đó không có chuyện nó được cung cấp và sử dụng chính thức dưới bất kỳ hình thức nào. Ông Sean nhấn mạnh rằng, hiện nay ngũ chắc đài đã chống lại thành công về sử dụng Stalin của Nga, nhưng cảnh báo thêm rằng, nhưng tôi chắc chắn Nga sẽ tiếp tục cố gắng tìm cách khai thác Stalin và các hệ thống liên lạc thương mại khác. Ông Lâm từ chối nói thêm về những biện pháp đã được thực hiện để ngăn chặn việc Nga sử dụng Stalin của SpaceX. Kế hoạch không thành trong 12 giờ đầu tiên, Nga dường như thất bại trong chiến dịch đánh chiếm cà cốp. Chuyên gia quân sự Ivan Karachowski của Defense Express tin rằng người nga đã quyết định chi tiêu nguồn lực một cách phi lý trong nỗ lực gây chấn động biên giới ở khu vực cao chuyên gia defense express đã nói về điều này trên kênh truyền hình expresso. chuyên gia karichowski nhấn mạnh, rung lắc là mức tối đa mà người nga có thể làm ở hướng cao ngày nay, kẻ thù có khoảng 50.000 quân trên đoạn đường dài 700 km ở biên giới với ukraine, tức là từ nhóm đó nga có 30.000 quân ở vùng cao ngoài 50.000 lính, họ còn có 400 đơn vị xe bọc thép nhưng họ quyết định chia theo tỷ lệ. Theo đó, với lực lượng như vậy sẽ không đủ để người Nga thể hiện sự đột phá. Theo một chuyên gia quân sự, có thể sẽ còn những trận chiến kéo dài phơi quân Nga ở biên giới, nhưng không có chuyện đột phá được khả cấp. Chuyên gia Depends Express nhấn mạnh, sẽ đến việc quân Nga bắt đầu cuộc tấn công vào lúc 5 giờ sáng, và cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào về sự đột phá trong hàng phòng thủ của Ukraine. Có thể nói rằng nếu quân Nga không đột phá được trong 12 giờ đầu tiên thì họ đã đánh mất cửa sổ cơ hội. Hướng khả cấp sẽ là một điểm nóng khác mà các lực lượng vũ trang sẽ chuyển hướng chú ý của họ. Nhưng 30.000 quân này sẽ làm phức tạp thêm tình hình cho dục tranh ở các hướng nóng khác. Người Nga đã quyết định chỉ số lượng lực lượng này một cách phi lý nhằm cố gắng làm trung chuyển biên giới ở khu vực kharkov cấp và để nhận được kết quả đương nhiên là không đạt được mục tiêu của mình. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, vào khoảng 5 giờ sáng 10 tháng 5, Nga đã cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở khu vực Kharkov cấp nhưng không thành công. Thành viên NATO cảnh báo liên minh đã vượt ranh giới đỏ, tiến đến cuộc chiến tranh tàn khốc với Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato mới đây đã tuyên bố NATO đang tiến tới một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, hãng tin Hungary DG24 đưa tin vào ngày 10 tháng 5. Ông nhắc lại rằng Hungary sẽ không đóng góp vào quỹ quân sự của NATO dành cho Ukraine, vốn trị giá 100 tỷ euro, tương đương với 108 tỷ USD, cũng như không tham gia huấn luyện quân đội Ukraine. NATO đã vượt qua ranh giới đỏ của chính mình và đang thực hiện các bước quan trọng để hướng tới một cuộc xâm lược trực tiếp có nguy cơ bắt đầu thế chiến thứ ba với Nga. Ông Sijato nhấn mạnh, Ngoại trưởng Hungary, thành viên NATO cũng nói thêm rằng, các thành viên NATO khác hiện đang coi cuộc chiến ở Ukraine như cuộc chiến của riêng họ. Đây là một lập trường mà Budapest vẫn luôn phản đối mạnh mẽ. Ông Sidato cho biết, những người coi cuộc chiến này là của chúng tôi đang ủng hộ việc tiếp tục chiến tranh cho đến khi Ukraine giành được chiến thắng. Ông nhấn mạnh thêm rằng, ngoại giao là con đường thực tế duy nhất để chấm dứt cuộc chiến của Nga với Ukraine. Theo Newsweek, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 5 vừa cho biết ông ủng hộ đề xuất hòa bình của Trung Quốc nhằm chống dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Ông Orbán, một trong số ít lãnh đạo NATO được cho là có cảm tình với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã tuyên bố điều đó trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Budapest cùng ngày. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, trùng với dịp kỷ niệm một năm ngày Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong kế hoạch hòa bình của mình, Bắc Kinh đã nêu chi tiết một giải pháp chính trị cho cuộc chiến bằng cách kêu gọi cả hai bên tôn trọng chủ quyền quốc gia, bảo vệ các địa điểm hạt nhân và bảo vệ tù nhân chiến tranh, cùng nhiều điểm khác. Ông Open nói trong cuộc họp báo chung với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình rằng, ngày nay, châu Âu đang đứng về phía chiến tranh, ngoại lệ duy nhất là Hungary, vốn chủ trương kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực quốc tế hướng tới hòa bình. Chúng tôi cũng ủng hộ sáng kiến hòa bình của Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!